Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Ender Gaming. Thì trong video này mình sẽ làm một cái video về làm tài xế xe buýt trong cái tháng 5. Hôm nay mình sẽ chở học sinh đi học ha. Thì cái này nó chỉ có một cái nhiệm vụ nhỏ thôi, cho nên là nói chung là nó không không có nhiệm vụ nhiều để mình chia ra từng tập. Chỉ có một cái lần nhất thôi. Đó thì con xe này thì tập trước bạn nào mà đã xem cái video mà đua xe con Lamborghini của mình sẽ biết cái con xe này ha. Thật sự rất là thích cái con này luôn. Là Conoghesti Cabrio Enus, đúng rồi. Đó, bây giờ mình sẽ lấy nhiệm vụ ha. Đây, School Bus Driver Loading. Ok, bây giờ mình sẽ tới đây để mình lấy xe. Để bắt đầu nhiệm vụ, bây giờ mình sẽ lên xe. Con này thì mình đổi những cái bảng mà giống lúc trước của mình, đó là mạ chrome bóng hết luôn, bao gồm cả mâm xe luôn. Để mình bật cái mùi, tắt cái mùi cho bạn xem. Đó, thích nhất là cái mùi kiểu này luôn ạ. Xếp đúng đẹp luôn. Đó. Con này mình xếp vô là cái con xe mui trần có cái mùi xếp đẹp nhất trong tất cả các loại xe luôn. Ôi, đẹp kinh khủng. Đẹp mà không thể cưỡng lại nổi luôn á. Bây giờ mình sẽ ra tới cái điểm đánh dấu ở đó ha. Đang ăn kẹo các bạn ơi. Đang ăn kẹo. Lâu quá không thèm kẹo, nhỏ mình ăn kẹo quá trời. Nhỏ ăn kẹo nhiều quá lớn lên hết bị ăn kẹo rồi, hết được ăn kẹo, bây giờ có kẹo ăn tiếp. Đi mình để cũng gì bên trong mình đừng nâng cái mui các bạn xem. Đó, đưa lên. Xếp ra. Đó, đúng hay luôn. Phải nói là không thể chê vào đâu được cái mui này. Sự ông nào mà làm con xe này thì tính hay thì chứ. Xếp 10 giờ. Đó, gấp lại. Đưa lên, gấp xuống. Quá là hay luôn. Con này cũng là siêu xe hạng sang nhưng mà xe thường đâu mấy bạn. Kiểu xếp mui nó là xe sang rồi. Ok, mình quẹo ngay góc này. Kết cái con xe này quá trời luôn ta. Không có chơi vô đâu được luôn, thiệt tình luôn. Đang bị cuồng cái con xe này, cuồng cái kiểu mà xếp cái mui á. Mấy đứa cho em đi mấy đứa ơi. Trời chen chen giữa hai con xe. Cuối cùng em nó đã thoát ra được. Con xe này kiểu dáng là xe thể thao hai cửa và xe mui trần. Hay như mình nói biết nhìn nhìn thôi chứ mình không có biết rõ lắm. Rồi chúng ta sẽ sắp tới cái điểm phía trước rồi, cái điểm dấu sau ha. Đây. Điểm nó đây. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái chỗ đậu xe cái đã. Đậu bậy bạ bị phạt tiền chết. À đậu này được không? Đậu này được ha. Đậu này đi. Rồi nâng mui lên thôi, mấy quỷ kia nó chôm xe cái thấy bà luôn à. Xe đứng nó nhảy vô cũng được nữa. Đó, đẩy mui lại, rồi đưa kính lên. Đó. Ok, xuống xe. Khóa xe lại. Ok, bắt đầu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy con xe này. Con xe này là con xe nhiệm vụ thôi. Còn con xe kia xe của mình. Xe mình đi đến đó. Còn này con xe nhiệm vụ. Đây. Để bây giờ mình sẽ chạy tới cái chỗ trạm trường học để mình lấy cái xe buýt trường học để mình chở đi đưa rước học sinh ha. Ơi con mẹ kia ra đường bấm điện thoại ngày đụng vô vô viện bây giờ ở đó. Cái mấy con quỷ cái mà ra đường bấm điện thoại nha. Không mình nói trong game thôi chứ mình không nói ngoài đời, mấy bạn đừng có chửi mình, có tội mình. Xe này xe minivan nó giống kiểu xe thùng nhỏ. Ok, xin nhanh quẹo.
Đây cái xe buýt của trường, đây cái con xe này mình sẽ chạy con này. Đó, xe buýt của trường. Ok, và để cái xe này ở đây. Rồi. Đó, đây là chiếc xe buýt của mình đã làm đây được 7 năm rồi. Trong 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 game cốt truyện nó như vậy thôi. Rồi ok, xuống xe và lấy con xe kia. Ê, vô học hả? Ủa, chưa 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 chưa. Đây. Bowling Block Penitentiary State Prison. What the fuck? Ok, và chúng ta đến đến cái điểm điểm dừng đầu tiên. Xe này biển số xanh đàng hoàng nha các bạn. Trời. Đó, xe đèn đồ biển số xanh đàng hoàng á, lơ mơ là xe nhà nước rồi nha. Xe này bố trí đẹp quá vậy. Cái đèn phía trên là cái đèn gì đây, còn cái đèn phía dưới là cái đèn xi nhan có chút xíu à. Ok, cái điểm dừng đầu tiên mình sẽ đang đi, mình đang đi tới cái điểm dừng đầu tiên ha. Thôi tuân tuân thủ luật chút xíu đi, chạy xe nhà nước mà, trời ơi. Ủa mà sao nó vô đường đỏ kìa. Rồi nó ơ thực hiện nghe, cho đi trước đi, cho đi trước đi, cho đi trước đi mà bá nội cha mày, trước cũng cho nữa. Ê con quỷ kìa, con quỷ kìa, nó đi trước luôn coi. Trời tưởng gì ngoan lắm, gì đèn đỏ cái gì ông cũng dượng cho rồi. Ôi ok, cái đếm giường đầu tiên ở đây. Nhà của đại gia đây. Hello hello Danny, bạn khỏe không? Đó hay lên. Đi học. Ê mày đi học không mang cặp gì mày, cái đầu như cục. Nhà chỗ nhà nhà đại gia rồi, ba mẹ đứng trong. Ôi xe kìa. Chắc kiểu này ăn chơi quá cho nên là bị tịch thu xe, bây giờ phải đi xe nhà trường. Mình thấy nó đâu có xa như đâu, đường xịt trước như chờ chạy mấy bước tới nơi. Ok, điểm tiếp theo. Wow, oh my god. Nhà này cũng là đại gia nữa. Hello Judy. Judy là luôn luôn đúng giờ ha. Ui, ê, ê, không nhìn thiết, không nhìn thiết, nhanh, nhanh, nhanh. Oh my god. Ê mày. Con này mục đích nó đi học làm cái gì á ta? Mục đích đi học cho mấy thằng con trai nó rửa mắt hay sao á mày? Mắt nó tốt lắm mà. Trời mắt người ta 10 trên 10 luôn mà mày vô chắc mốt nó đeo kiếng luôn á. Thứ gì đâu á. Chưa gì thấy hai trái bưởi năm roi rồi. Ok, và cái điểm dừng thứ ba bên đường này. Sao ta là con nhà đại gia không ta? Trời biệt thự villa không? Ok. Ok, và hiện tại thì mình chưa thấy ai hết cho nên đợi chút xíu nữa xem. Thằng quỷ nó tới trễ rồi. Tối chơi giữ vô sáng ngủ trễ cũng quên. À rồi ok. Chứ mà nó ngủ quên luôn rồi. Đi luôn bỏ luôn. Không có đợi được nữa. Đợi được thì bỏ, tại mày ngu quá biểu. Ngủ quên chịu đáng đời. Stop. Đi luôn đi. Rồi. Cái điểm này hình như nhà của thằng Michael nè, nhà quỷ bạn nè. Cái điểm gì là sao nó sai sai sao ta phải dọc đầu à? Thiệt tình luôn, thằng nào đưa cái điểm trong đầu xe là cái đã. Ơ trời, từ 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 từ. Ơi ôi mấy đứa này thấy người ta đang khó khăn phải cho người ta quay đầu một cái đi. Rồi ok. Đó. Thằng quỷ Jimmy này luôn luôn trễ. Mẹ con Michael dưới đâu mập ăn chơi tối ngày luôn. Hôm nay nó không có trễ. Cũng bất 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 ngờ lớn cho cái người lái xe. Rồi. Điểm tiếp theo. Rồi trên xe có những ai? Một thằng, hai thằng. Mới có ba đứa à, tại vì nãy đi 4 điểm nhưng mà có một thằng nó ngủ quên bỏ luôn á. Cho nên tại xe mình có ba đứa.
ba bốn ta, hình như ba ba ba. Ok, điểm dừng tiếp theo. Something called quiet. I have to wait a little. Chúng là đang im ắng quá, đợi chút xíu nữa xem như thế nào. Rồi, không đợi được nữa. Không đợi được mãi mãi à, thôi đi. Nhẹ toàn mấy cái đứa ngủ quên kìa, hai chồng nói chuyện rồi. Nhà có một chiếc xe. Thằng con chắc lại ngủ quên rồi. Không biết là thằng con hay là đứa con nữa. Ê, con nhỏ hoặc là thằng nhỏ. Công lộn, công lỡ con gái hay sao? Chung là cái đứa đó nó bị ngủ quên giống hai thằng kia. Em biết tối dắt tay nhau đi vòng chơi đâu không mà sáng hai đứa ngủ quên đầm lòng quá. Nghi lắm này, kiểu này nghi lắm, bên Mỹ nó ghê lắm. Party tùm lum hết trơn, trời ơi. Ơi, cái thằng quỷ chạy ngu này. Đâu, tao giết mà chết đó. Chạy thì chạy cho đàng hoàng đi, tự nhiên chạy là ngoài đã như làng trong muốn xi nhan vậy trơn á. Đá một cái bay luôn. Lẹ thằng quỷ. Rồi ok, tới nhà. Can not see any but half way away. Bọn này sao mà nó không biết ra sớm vậy cho người ta. Chưa thấy cái thằng Annie đâu có đang đợi nó ra đây. Rồi nữa. Ok, chạy ra rồi. Ủa đâu, đâu có đi ra đâu. Có đâu. Không không có. Rồi ok, chúng ta sẽ đến cái điểm cuối cùng. Điểm cuối cùng chung xe buýt này chở học sinh như kiểu mà học sinh thi lại hay sao á. Gì đâu mà có hai ba đứa còn lại nó ngủ quên đúng không, mẹ bà không không dạy không đi thi cho mày học lại thì bà đi luôn con. Nó xe được vài người, có được cái con rửa mắt cho anh em ở đây, nãy giờ xe được có ba thằng. Mấy bé ngồi xát xát lại tâm tình đồ chứ, ngồi xát xát lại xíu. Nhớ kia ngồi bên này nè, nhớ kia nãy biết vậy mình lên mình chỉ định nó ngồi bên ghế đầu luôn là ngon rồi, trời chảy máu mũi luôn. Ngồi đó dướng dướng không có nhìn được gì hết trơn, ngồi đây bởi vậy. Cây xi nhan. Waiting. Chưa thấy cái gì hết á. Rồi ok đi rồi. Ok, về điểm dừng cuối cùng. À. Ui gì vậy? À đây. Thằng này là tên Michael. Ok, đang đợi Michael chút xíu không? Đừng nói mà ra luôn nha. Rồi xong. Hiểu luôn. Xe đúng ba thằng. Cái gì đâu mà trời ơi, toàn là đóng tiền cho đã không đi không à, mẹ bà mấy thằng quỷ sứ này. Tôi thích nghỉ là nghỉ, mà ai cho mày nghỉ mà nghỉ hoài. Ok, chúng ta quẹo đó. Ok, vậy chứ cái không chết đó mày. Bây giờ xe tao ba thằng nha mày, mày có một thằng nó quýnh một lần rồi, bố quýnh một luôn á con. Cứ nhây nhây à, đậu xe có duyên quá vậy. Đậu không biết đậu sát lề như mấy này, đậu sát sát vô kia quỷ cái đầu cái đít đưa ra ngoài, cái đầu đưa vô trong. Có vẻ như cái xe nó đang bị phá khóa. Nghề mình mà lị. Rồi ok, tới trường vô học đi mấy đứa. Vòng 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 đầu hả, đợi xíu. Trường này là trường USA. Tên nó lạ quá. Ok. Rồi đừng có quên cái gì trên xe buýt nha. Và một ngày tốt lành. Xe mấy đứa. Xuống xe. Xuống xe cái what the fuck. What the fuck mà em xuống xe hả? À, rồi bây giờ mình xuống báo cáo với. À mình xuống xe mà này nó mới xuống xe. À rồi rồi. Ok lại báo cáo. Đó. Báo cáo cho cái ông thầy này nè, được 200 đô. Như thấy lỗ lỗ sao ta, mình cảm thấy hơi hơi lỗ lỗ chút xíu ha, ha hơi lỗ xíu thôi chứ không sao, nó hơi lỗ chút xíu.
Ok, xong. Được một. Ủa? Thấy nó ghi 200 đô mà sao được cộng con trăm vậy? Ok, cái em nãy mà em hai quả đồi đội thông hay mộ hai quả đồi. Em hai quả đồi tôi mất tiêu rồi ta. Nãy mình nhận xe bên này cuối cùng là cái điểm đá bên kia vô học rồi kìa mấy đứa. Vô học kìa. Vô vô nhanh lên nhanh lên. Hẹn mấy thằng này nó tỉnh đi chứ chuông nhiều mà ở chung ra chơi chung ra vô học ta mình. Đó giờ chưa đi học chưa biết nữa. Đáng lòng thanh niên chưa được đi học lần nào. Bây giờ là về lấy con xe cái đã, xe đậu tuốt bên kia luôn mẹ bà. Chạy bộ thấy mỏi chân rồi nha. Thôi gọi taxi đi cho nó lạnh. Một quãng luôn. Ok gọi taxi. Bà Downtown Capco. Lô, cho taxi lẹ lẹ đi. Rồi, ok. Rồi lẹ lẹ nha, cảm ơn. Đợi là tháng nào tới ông mắc nó vô. Ủa chùa này nhiều em xính ta. Ý, bởi người ta nó ra nó ngoài nó nói chuyện với bồ nó kìa. Ê taxi, wait, kêu taxi đi. Ai kêu đúng rồi. Taxi. Lên xe thôi. Cho em đi đến điểm này. Lẹ lẹ nhanh. Đi lẹ lẹ em cái. Ê, tốn tiền, tốn tiền. Ê, anh như anh đi xe sai anh ơi. Anh hình như anh đi sai đường á anh. À anh khôn quá. Anh không quay đầu cho em đỡ tốn tiền không? Wow, anh thật là lụa, lụa hơn em luôn. Em có ngỏ ý muốn mời anh về ha. Anh lụa quá. Chạy thật là lụa luôn á. Lụa hơn mình nữa, trời ơi, nhìn nó chạy à. Ê, trời. Thấy bà chưa, hư xe rồi, bể bóng đèn. Ông dược thì ông dược đại đi. Đúng dược cho đã đụng như vậy bóng đèn xong dừng đèn đỏ làm gì trời thấy chưa tiền xe taxi không nhiêu mà họ về đền bóng đèn hay quá chạy cũng dữ bộ không phải dạng vừa đâu rồi rồi ok anh tới đích rồi rồi ok bye bye anh chạy bye bye nói con xe tôi đây trời ơi em yêu nó đây rồi nó để đây đâu ai bị gì đâu coi còn gì không gương còn đèn còn biển số còn mâm xe còn bánh xe còn kính không bể ok vì chúng mấy quỷ này nguy hiểm lắm để mất công nó quay qua quay lại nó hắt cái thấy bà luôn đó thấy cái đèn xi nhan nó có chút xíu chạy mà em thấy cái đèn xi nhan này nè nó có chút xíu what the fuck mày xe làm sale mày tiết kiệm vãi gì vậy sao mà phía trước người ta nhìn xuống người ta sao biết được nó bị chấm 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 hai cái chấm chút xíu à rồi ok lùi ra đó lùi ra rồi đây gần biển không sẵn ra ngắm biển luôn lâu quá không ra biển chơi à. Nắng chói chang bật cái mùi lên xếp lại xếp lại xếp giờ xíu đó thích kinh khủng luôn. Không thể nào mà chịu được cái kiểu này. Chắc em chết mất. Thôi bây giờ ra ra biển nó chơi đi ha, ra chỗ đó chơi đi. Nay mình quy tiền ngày nói chung là được 200 đô rồi. 100 200 100 ta. Nên mình thấy trong nó ghi là 200. Sau nãy thấy cộng con 100 mà mấy ông quỷ này ơi, chết bà chưa. Quỷ này có quịch tiền à, chưa chạy chưa chạy. Quỷ đó có quịch tiền không ta? Hên là xe mạ bóng cái khung sườn nó chắc chắn nó chạy nhẹ không sao. Quỷ đó quỵt tiền là tôi đi kiện à chơi chơi quỵt tiền là ông vui à. Thấy em nói chưa vô đây thì bắt buộc phải vô quẹo xe trong này để vô khu vui chơi ý là cờ Việt Nam kìa rồi ok đậu xe thôi phát mấy mày đậu cái chỗ đẹp hết trơn rồi thôi mình nè mình là người pro mà mình phải đậu với mấy cái chỗ này đây là chỗ đặc biệt đó đặc biệt rồi rồi ok đậu vô đây rồi
nâng mũi lên cái đám thôi hồi bị cướp xe chết. Đó, quá đẹp quá đẹp. Hàng tự động hết luôn. Rồi vô đây chơi. Ô hello chị. À đứng canh xe cái gì. Chơi một dáng tàu lượn siêu tốc ha. Ôi cái này lối. Ôi mình thích. Ôi lối này lối thoát. Nè lối vô đây nè, enter đây nè, exit bên kia. Ok, Leviathan. Tốn 15 đô. Leviathan. Này cái đuôi con rồng luôn. Không không, xúc tu bạch tuộc á nhưng mà nhìn nó giống con rồng mà. Ô nó cờ Việt Nam kìa. Ôi trời ơi, mình đang. Ôi trời. Đồ này đâu cao đâu, trời thường thôi. Nhanh vậy. Nhanh vậy, ủa nó không có cao mà nó nhanh ta. Như kiểu chơi độ đẩy á. Cái này đâu có sợ gì đâu. Nằm mà lên cao mà nó lộn ngược đồ kìa mới sợ chứ gì đâu. Đây cũng chóng mặt đó ta. Bên vòng ngoài cũng hơi hơi. Hơi hơi chóng mặt nha. Bây giờ xong rồi hả? Thôi xin giơ tay rút lui. Hay không chơi nữa đâu, em nghỉ. Gì đâu tốn 15 đô trời, chạy con vòng chưa thấm thía gì vô hết trơn. Còn chỗ nào không? Còn chỗ này hả? Hello. Ôi này 8 đô à, đi Ferris wheel. The Ferris. Ủa, qua chứ, không phải wheel đâu. Đây mình đang ở trong cái khoang này. Đó, cái này phải có thêm nhỏ nào nó đi được cho nó vui chứ gì đâu mà đi mình. Thôi em xin dừng cuộc chơi. Buồn quá. Ủa sao nó quay nhanh mà sao nó mình lên chậm rì ta. Mang bay được lắm, mang bay chơi chiêu. Chơi chiêu lên thấy chán không có người ngồi bởi vì nó chơi chậm chậm nó đỡ phải quay nhiều. Khốn nạn, này cái máy này chơi được không? Bắp chơi được. Bạn nó cũng chơi được luôn. Thôi tôi đi về. Tưởng gì ra đây đi chơi được con trò hay trò. Đây đây con xe của tôi đây. Chạy thì chạy đại đi gì đâu mà. À. thấy chơi mấy đó, thấy chơi mấy đó. Ok thì video mình xin dừng tại đây, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh mình trong suốt thời gian qua. Thì nhớ cho mình một like, một share, một subscribe cho kênh mình và nhớ khi subscribe thì nhớ bấm thêm cái chuông kế bên để khi mà mình có những video mới hoặc những cái luồng phát trực tiếp mới á thì nó sẽ thông báo cho mấy bạn ha. Và các bạn cũng đừng quên là comment góp ý kiến các bạn như thế này, video như thế nào và cũng góp ý với mình để mình có ý tưởng làm những cái video mới. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.